Rồi, hello, chúng xin chào các bạn đến với kênh QT Sayo của Trung ha. Thì bữa nay Trung sẽ tiếp tục là giao lưu anh em những cái cây mã số từ A33. Bữa trước thì Trung làm tới cây A15 rồi, nhưng điều lý do tại bán trên Zalo á, Trung sợ trùng mã số với trùng số điện thoại của anh em á. Tại Trung lưu, Trung chỉ cho điện thoại kiếm dụng, ví dụ Trung lưu số A33 là Trung chỉ tìm kiếm là chỉ bấm như A33 là nó sẽ ra cái số điện thoại của các bạn thôi. Và đi cái địa chỉ nên Trung sẽ làm tiếp cái cây tới cây 33 nha. Bữa qua tới 25 mà giờ chứ mấy cái cây kia nó bán Zalo thì Trung sẽ làm tới cây 23. Thì đầu tiên các bạn cái 23 thì nó là dạo Thủ Đức bằng 9 tới 12 cánh. Cái lô ngày hôm qua thì Trung làm cái gốc nó nhỏ nhưng cái bo ghép nó lâu năm. Còn cái lô này thì cái gốc nó lớn nhưng cái điều cái bo ghép nó người ta chỉ ghép 1 năm 2 năm thôi. Cây nào họ chỉ ghép dữ lắm là được 3 năm hết cỡ. Nhưng điều cái được bù là được cái gốc bằng. Chứ anh em nào mình chơi những cái cây này thì mình uống mình sửa cành được. Đó thì các bạn thấy họ ghép rất kỹ nè. Họ trồng cái cây phôi lên. Nó lên ngon lành hoàng, nó lên cái mầm, họ bẻ hết rồi chỉ chừa một cái mầm thôi, dấu bẻ còn mà dấu bẻ quá trời ha. Dấu bẻ mà thấy dấu bẻ quá trời ha. Họ bẻ hết thôi, chỉ chừa một cái mầm lên thôi. Và khi cái mầm lên mạnh thôi sẽ cắt họ ghép trên cái mầm. Đó nên mình chơi cái mai là mình cắt cứu nó sẽ lành, cái cốt nó an toàn hơn là những mình chơi những cái mai mình ghép trực tiếp vô thân ha. Thì nói chung cũng có cây ghép vô thân bằng chung tới cái cây ghép vô thân Trung chỉ cho bạn xem thì nó sẽ không có đẹp bằng cái cây mình ghép vô trực tiếp vô cái cành lên mình ghép vô. Đó, thấy cái dấu này rất đẹp nè. Còn cây ghép vô thân dấu chỗ này nó không được đẹp ha. Rồi thì nó giữ nó lâu liền. Thì bây giờ cây đầu tiên của Trung là cái mã số A33 ha, là giá 500.000 một cây, chưa có tiền ship. Thì nói chung là nay cái mai thì Trung bán giá này thì nó cũng gọi là nó cũng hơi cao hơn giá hồi trước Tết, cũng chút đỉnh mà. Tại các bạn biết rồi thì nay đa số là bị nước mặn nhiều nên cái nguồn mai không có. Tập trung vô hết vô cái chỗ của Trung nhập thì người ta phải lên giá, thì Trung nhập cao thì Trung phải bán anh em giá cao thôi. Cái thực tế thì cái giá thì nhập vô hiện bây giờ Trung bán nó chỉ là cây về mấy chục trăm thôi, không bằng như hồi xưa. Hồi xưa mình có thể cây mình lại được cho mấy 200, còn bây giờ bán cây chỉ là mấy chục, mà nếu không nhập vô nó sẽ không có hàng để giao lưu. Cái em nó làm cho cái kênh mình nó dạng nó bị file lâu quá, mình không có đăng clip thì nó sẽ làm mình cái kênh mình nó sẽ ít người theo dõi ha. Nên Trung bắt buộc Trung phải làm vô với cái giá là gọi là giá này cũng như là giá khuyến mãi luôn, giá lợi ích của mình luôn, để cho anh em mình có cây mai để chơi Tết, cho anh em mình biết cách chăm sóc được cây mai giá rẻ tiền như vậy rồi đó. Thì gốc đẹp thì nó sẽ càng chăm sóc nó sẽ càng có giá trị, mà khi anh em mình chăm sóc đã cuối năm mà nó ok rồi thì anh em mình sẽ có quyền mua những cây mai. Ví dụ giờ mua cây mai này là 500 ha, thì ship nó cho mấy chục, nó là cho thẳng hết quá đi 600 đi, thì năm sau mình có quyền mua cây 6 triệu rồi đó. Thì bây giờ cây đầu tiên của bạn thì nó hơi nhỏ thì Trung cũng đo hoành hết ha. Cây này hoàn toàn không có lỗi, cây nào có lỗi hoặc cây nào yếu thì Trung sẽ nói nha. Còn cây này là không có lỗi thì cái hoành nó được chỉ có 10 thôi mà, hoành được 10 thôi ha, hoành được 10. Chiều cao được 29. Cành tàn thì người ta đã bấm sơ mà, giờ mới ghép thì người ta phải để thả cành thấy cái tàn cho nó mau bự nữa ha. Người ta chỉ chưa có bấm như thôi, vì đây mình thích thì bấm, còn thích thì mình để về nuôi cho nó phát triển cái này cho bự bằng, cho nó mau bự cái bo ghép ấy. Cho cái bo ghép nó mạnh nó khỏe. Những cây này là hoàn toàn khỏe mạnh hết bạn, không có gì hết. Chút cây nào yếu Trung sẽ nói ha. Rồi cây đầu tiên của Trung là cái mã số 33. Dưới giá là 500k chưa có tiền ship. Mà bộ đế thì bạn thấy khỏi phải chơi rồi. Bộ đế nè. Mai mới ghép thì họ cũng chưa nâng bộ đế lên nè. Mai này thì anh em mình chơi qua Tết đây, anh em mình sẽ nâng lên. Nâng bộ đế lên, bộ đế nó còn dữ nhiều lắm, anh Trung cũng chưa nâng lên nè. Tại cái mai mới ghép mà, mình cứ để đi chơi đi ha. Rồi tới cái cây thứ hai là cây mã số 34. Đó, bạn thấy nè, bộ đế nè, bộ đế nằm luôn là phục dưới luôn. Nằm đâu nâng lên đâu, đây còn dưới quá trời, Trung để y luôn nè. Đó, thì lời tới cây mà, cây này thì họ ghép hai bo họ đều cho lên mầm họ ghép vô hết bà. Lên mầm ghép vô hết chứ không phải là ghép vô thân ha. Không ghép vô thân. Cây này thì cái hoành nó hồi xưa họ cũng ghép vô thân mà, dấu ghép vô thân nè. Cái thân mà bị rớt không dính. Cái họ ghép vô bo. Cây này thì họ chưa có gọt cái đầu luôn, cái đầu này chưa gọt. Thì cây này gì anh em mình trong hai cành này anh em thích cây nào cành, còn cành anh em sẽ lấy cưa cắt xéo xuống ha. Cắt xéo xuống như nào nó sẽ mau liền luôn mà, cắt xéo xuống chừa một cái bo là nó sẽ kéo lẹ lên làm để cái cục dây. Đó thì cái đó là mọi người ở chơi, nói chung cái này là anh em mình cứ về thì lo tha hồ sáng tạo. Cây này thì hoành được 116 ha. 16 17 vậy. Cái chiều cao thì được 44. Cành mầm thì hai đọt ghép hai đọt đều ra phải sung tốt bạn. Đang ra được đọt non ha. Chúng lấy về chúng cũng chưa bỏ thuốc bôi gì hết. Đang ra đọt đó. Đó cây này cái gốc này thì bằng cái gốc ok ha. Gốc này thì nó hai cái rễ nó cuốn cong về, gốc này mình có thể mình qua tới mình chơi xong tới Tết mình lại bẻ lặt nó xuống, lặt cho cái giá này nó bay xuống. Bay xuống mình dựng cái ngọn lên. Cái này nó còn nhỏ mà uống mình uống được, mình sửa theo ý của mình. Anh em mình sửa theo ý của anh em mình cho dễ ha. Còn Trung là Trung nhập sao Trung bán y vậy luôn, giao lưu anh em y vậy luôn. Cây này cũng hoàn toàn không có lỗi gì hết nha.
là cây mã cây thứ hai ha, mã số là 34 ha. Nói chung làm lại lẹ tới 15 cây làm hồi tới hai mấy phút đang lâu quá. Rồi tới cây thứ ba là cây 35. 34 cây thứ ba là 35. 35 một cái gốc lùng lực, một cái con gì đang ngồi rất ok rồi. Cây này thì có nhiều anh em cũng thích nhưng cái cây gốc gù lừng vậy, rải nhiều. Cây này thì anh em mình mốt năng lên cao là tung bảo dám bảo đảm các bạn là đẹp khỏi chơi rồi. Tại bạn thấy nguyên một bộ đế nằm ở dưới chưa có đụng gì hết, chưa có mồi hết. Còn những cái này thì bạn không cần phải sợ nha. Đây. Nói chung đã lót theo cháu nè, chung lót như bạn. Bởi vì bạn lót yên chung gì ha. Lót yên chung cái bầu đất hồi đó hồi nhỏ lắm. Thì chung lấy về cũng để vậy. Vì anh em mình nếu kỹ anh em mình sẽ bươi sơ nó ra. Bươi sơ cái đít ra để anh em mình thay vô, còn nếu anh em nào không ấy thì anh em mình để y luôn cũng được. Nó vẫn phát triển bà phà tại cái này nó chưa có ăn thì họ mới thay trước Tết thôi, chưa có gì hết. Đó, cái cây thứ ba thì mà thấy một lưới hoàn toàn không lỗi ha. Một bộ rễ dưới rất nhiều dưới nè, chung không có mồi lên. Để y nguyên đi, anh em mình là cứ y về anh em mình tha hồ muốn mồi muốn biến chế vậy anh em làm ha. Cây này thì họ mới ghép chung nghĩ mới ghép đầu năm tới nay thôi. Có cây cần ghép rất nhỏ. Cây này thì họ ghép vô thân mà, ghép thân chứ phải là ghép cành nha. Ghép vô trực tiếp vô thân. Rồi gốc rất đẹp. Cây này thì được 13-4 mà, hoành được 13-4 ha. Chiều cao của em nó cũng là được 31. Cũng là đang hoàng cây này thì ok, đang ok chứ không được mạnh mấy nha. Thì bạn thấy lá này lá ra dẫn sung dẫn bự ha. Ok ha. Rồi cây này cây thứ ba ha. Đó. Các bạn thấy không, mình ghép vô cây trong cái thân nó sẽ không nuôi nên nó sẽ chậm phát triển hơn là mình ghép vô cái nhánh nó lên ghép vô đó. Lý do là tại vậy thì chúng mới thích cái mai ghép vô cái nhánh đó. Thì những cái này trồng mai chuyên nghiệp thì họ chỉ một cây, họ chỉ ghép một bo thôi, ít cái nào thì họ ghép hai bo lắm. Họ ghép một bo mình nuôi lên nó sẽ điều cành điều tàn hơn, mình sẽ chăm sóc nó dễ hơn là mình làm cái cánh dáng đẹp hơn. Cây này thì anh em mình về để nguyên như đây, anh em mình chăm sóc cho nó mạnh, nó sung lên đây, anh em mình sửa gì sửa. Rồi cây mình cho ngay này thì bạn khỏi lo đâu đấy, là bộ đấy nè. Cây nào tôi cũng cứ tại chúng năng nó cao lên cho anh em mình thấy thôi, chứ thật tế họ trồng rất ít đất, mà trồng rất ít dứt. Chúng gửi đi, chúng sẽ gửi luôn cái giá thể mà chúng lót thêm á cho các bạn, gì bạn chỉ bỏ vô cái chậu ba tắc như vậy là các bạn chơi thôi. Rồi tới cây thứ tư, cây thứ tư là mã số 36 à, từ bản số 36 ha. Cây này thì nó bị cái lỗi sơ chỗ này mà đều không có vấn đề, mà lỗi sơ nên vấn đề trên đây hoàn toàn không lỗi. Bộ ghép thì đã bao bự bằng tay coi, cây này thì họ ghép hơi lâu rồi, cành tàn thì còn ok. Cái dàn gốc thì còn nằm ở dưới cũng chưa có môi lên đây, bộ này rải ha, rải nè, nằm ở dưới chưa môi lên, rải nè. Cái này mình anh em nâng lên, cái này thì có cái đuôi luôn, có đuôi, cái này cành lên mà. Rồi cái này cái lãi này rải này là cái chỗ lâu này là không có ảnh hưởng gì mà, cái đó này do hồi đó hồi đào hồi gì hồi phục vô thôi, không phải là xấu ăn nha. Cây này thì hoành nó được 14 ha, cái gốc mà nhìn gốc rất già ha, gốc ok rất già luôn. Những gốc này thì các bạn nói họ trồng cái lâu năm lắm rồi, bạn chứ phải mới đâu. Cây này thì chiều cao của em nó được 42, cành mầm thì đang ra bạn, thì bạn thấy là đang sung rồi, nó đang vượt cành mầm rất là nhiều ha. Rồi đây đang vượt ok luôn. Rồi cây này thì là cây thứ mấy thằng bên mẹ nó thứ tư ha, thứ tư là mã số 36 ha, A36 ha. Rồi tới cái cây thứ năm, cây thứ năm là A37. Đó, cây thứ năm thì một cái cây ghép hai bo. Ghép hai bo mà cái này thì họ chung nghĩ cũng mới ghép từ đầu năm thôi. Đó, cầu cái bo đó tình trạng bo rất sung rồi bạn. Nhưng mà cây này thì về mình khỏi cần ghép ha. Cây này thì nó làm hai cây cành, một cành bay, một cành đứng, thì anh em mình cứ nuôi lên đi. Cây cành nào mạnh anh em mình lấy một cành thôi, còn một cành mình em mình quăng nó vô để quăng đi ha. Cứ nuôi đi, cứ đi về nuôi cho lên. Đó, quan trọng là mình cái gốc mình sẽ có cái thế sửa, nó sẽ chơi, nó sẽ có giá trị, hoàn toàn không có lỗi gì ha. Rồi chúng đo cái hoành luôn. Cây này thì hoành nó được 14 mà ha, 14. Chiều cao cây này thì thôi đo cái phôi đi, đo phôi chiều cao là được 19 ha. Còn ở trên nó tăng mới ghép lên nữa là được có 24 mà, 25 à. 25. Đây là không dựng lên mà, không dựng lên ha. Đây cây này thì họ ghép hai bo đây ha. Đó, một cái gốc rất cỡ bự vậy. Cái này là bự nha, bự nhỏ nhỏ nha. Đó. Thì bây giờ chúng nói là cái lô mai này là cái gốc bự, bo mới ghép, giá tiền cũng y vậy. Còn cái lô mai kia là gốc nhỏ, bo ghép lâu cũng là giá tiền đó, tùy theo lô mà. Nên chúng làm luôn cỡ hai cỡ, anh em mình thích cỡ nào thì cứ giao lưu cỡ đó ha. Rồi tới cây thứ bảy ha. Cây thứ bảy là 38 ha. 1 2 3 4 5 cây thứ 6. Cây thứ 6 là 38 ha. Đó, cây 6 38 này bạn thấy nè, một rễ nè, một cái rễ bự nè ha. Đây cái rễ bự nè ha. Đây cái rễ nè, đó. Cái rễ cho bá dưới đây ai mà chung không có môi lên luôn, chung không có lùng ta. Còn trước đây mà, trước này cũng rải nè.
bạn. Cái bên này rải nhiều, dưới này nhiều, rất rất nhiều bạn. Cái này thì anh em mình chơi xong anh em mình moi lên nó sẽ đẹp lắm, quá trời dữ luôn. Cái này thì có cái lỗ sơ đây xuống đây mà, lỗ này qua đây ha, lỗ này xuống đây, bộ ghép thì đang kéo rất đỏ lắm. Ok luôn, cành tàn thì tròn ha. Rồi chúng đo thông số cây này luôn. Cây này thì họ cũng ghép trực tiếp vô thân nha bạn. Cây nào ghép bo chúng nó ghép bo ha. Cây này được 14 năm bạn, chiều 14 năm. Dần cành tàn thì ok rồi, chiều cao của em nó được 45. Đây, cây là cây thứ 6 ha. Đó, bạn thấy nha, cái này bộ đới còn nhiều, dưới đây nhiều lắm bạn. Chưa có môi lên ha. Đó, cái gốc thì rất bự nè, gốc cầm hai tay không hết luôn. Cây này thì khỏe mạnh nè, cây tàn chia đều bạn, chia đều tròn ha. Mình vừa mình chăm sóc mình chơi thôi, không cần phải làm cái gì hết, không cần phải mua chi cái phôi gì, mình phải ghép vô nó mất công. Còn mình cái này là ghép sẵn rồi, ta chăm sóc sẵn rồi, lên sẵn rồi mình vừa cái gì mình chăm sóc rồi vô cái cành này tốt rồi mình chơi. Những cái cây này mới ghép nhưng mà thì mới ghép như năm rồi, họ vẫn có bông họ chơi được hết các bạn. Còn năm nay là bông ok ha, năm rồi là vẫn có bông hết được bạn. Nhưng phải là mới ghép là không có bông mà. Rồi tới cái cây thứ 7 ha, cây 7 là 39. Đó cây 39. 39 thì một cái con hình thú. Và cây này thì gốc cái này nó hơi xù ạ. Xù mình thì cái này nó có cái lỗ nha. Đó, cái nào có lỗ thì chúng sẽ nói có lỗ ha. Đó, một cái gốc nhìn cũng rất lạ luôn. Hai cái rễ dính vô cái này dưới tùm còn nhìn cũng ok à. Nhìn cũng thấy hơi quái ha. Cây này thì tên họ ghép một bo thì chúng đo luôn cái thông số của em nó luôn. Cây này thì cái hoành em nó được 13, hơn 13 mà, hơn 13 ha. Còn chiều cao của em nó được 44 ha. Đây, dần cái thứ 37 ha. Đó. Cũng nhìn cũng rất lạ mà, nhìn đi trong coi là camera thấy không là lạ không, thấy lạ không, thấy mày hết. Rồi ok, đây sẽ rất lạ ha. Rồi tới cái cây thứ 8. Cây thứ 8 là 40 ha. Đây, úi dạ, cây 8 40. Chùm chòm của đó hồi sập thì thôi. 40 thì cây này ai biết kêu bằng cái con gì ta. Giò cẳng tay đuôi mọc xè tùm lum ta la hết. Mà hoàn toàn không có lỗi ha. Cây đang tình trạng rất sung, loài lá này rất dày luôn. Cây này không có lỗi các bạn, hoàn toàn không có lỗi ha. Những cây này thì các bạn mình có thể mình chơi xong rồi năm sau mình ăn bạn. Tại năm nay thì họ mới ghép, mình cứ để y vậy đó ha. Tại họ cái gốc họ cũng lên ăn rồi, mình cứ để y mình chơi đi. Năm sau rồi mình tính, mình biết cách chăm sóc rồi năm sau mình có thể mình thay đất, mình sẽ nâng nó lên. Cây này thì hoành nó được 11.7 ha. 11.7. Chiều cao của em nó thì được 41 ha. Những cây này thì các bạn về chăm sóc khoảng chừng 2 tháng nó đổ mưa xuống là các bạn nhìn cái dàn lá dàn đầu nó là bằng khỏi đi chơi rồi, nó bung mạnh lắm, bung ào là mình lo mình phải lấy kẽm mình cột để quấn thêm cái bo lại đó. Nó nặng quá bằng cái gió cái nó gãi ngang cái bo là coi như mình mua cái nó gãi ngang cái bo ghép là coi như mình mua cái phôi rồi. Nó phí mà. Nên mình qua Tết mình thường lấy cái kẽm mình móc dưới đây ha. Cái mình quằn sơ mình quấn chịu cái này là tại khi mưa xuống á, những cây này nó phát triển rất tốt là khi mưa xuống là nó sẽ lá nó rất nhiều. Nên mình phải chịu cho chắc mà. Bởi vì cái loại mới ghép là nó vậy. Rồi tới cái cây 41 ha. Giờ chung cái 41 thứ mấy tôi chung quên mẹ nó. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cây 41 là cây thứ 9 nữa mà ha. Thì các bạn cứ nhớ 41 trừ ra 2 đi ha. Còn 1 trừ 2 trừ 9 đi. Cho vậy. Cây này là cây thứ 9. Đó thì bạn thấy cây 9 cái gốc cũng ok, gốc cũng rất bự nè, gốc chập bá luôn. Dưới đây có giò này đầy đủ, chúng không chúng nói cái mai này chúng nó chúng nhập sao chúng để giờ chúng không moi nè, bạn thấy không? Đây cái giò nè, đây cái giò nè ha. Ở bên đây có giò nè, đây cái giò, đây cái tai nè ha, đầy đủ nè. Mà điều chúng nói chung là nhập sao là chúng để gì chúng giao lưu anh em luôn chứ chúng không có moi đầu moi ốc lên để ló rễ lên để bán giá cao đâu, chúng không có chơi dù đó. Chúng cứ nhập sao là chúng chỉ việc nâng cái này cho nó cao lên vậy cho các bạn thấy được cái bộ đế thôi. Chỉ còn cái ở dưới đây nói sao thì cậy nó đi ha. Sao cây này nhiều khi anh em có nhiều cây anh em cái dưới rễ nó rất đẹp thì anh em hưởng thôi. Rồi cây này thì cái hoành nó được 14 năm mà rất bự ha. Bỏ ghép thì bằng tới Úc rồi. Cây này thì họ cho ra cành không có ghép với bo nha. 45, chiều cao 45. Đó các bạn thấy nào cái dấu ghép trên không? Đó giờ họ ghép chỗ này nè. Cái này họ cho ra họ ghép. Ghép như vậy nó sẽ nuôi nó sẽ khỏe hơn là cái này nó sẽ chắc cú hơn, không bao giờ sợ bị gãy. Nó sẽ chắc cú hơn là mình ghép trực tiếp vô cái thân. Cây này là cây thứ cái này có cái nấm này thì anh em về lấy cốc tấm trà sơ, cái này trà sơ đó ra bạn, không sao đâu các bạn. Trà thì mình lấy bằng chải mình trà quét nhẹ nhẹ xương xương thôi chứ mình đừng có làm quá thì nó chảy cái vỏ nó sẽ nứt cái vỏ ha. Mình chỉ quét xương xương dạ ha. Hoặc anh em nào có nhà có súng rửa xe đó mà cây này thì nó bị cái nấm đó là không ảnh hưởng bạn, cứ mấy cái xíu cái đó là bảo dám bảo đảm các bạn là không bị vấn đề gì nha. Cái nấm trắng này bông bông này không bạn thấy hết không đó.
bông này thì bình thường, không sao. Chỉ sợ ba cái nấm mà nấm mùi hóng, nấm gì phải sợ thôi. Còn cái này là dạng như cái meo nó thôi, chứ không có cái vỏ quai thôi. Đó, nhìn nó ok ha, rất đẹp luôn, rất sáng sủa. Đó. Còn anh em mình kỹ phun cái nó 5 lần nữa. Không, hoàn toàn không anh sợ, các bạn không cần sợ gì ảnh hưởng tới cái nấm nha. Cái nấm loại đó là bình thường. Cái nấm đó là 10 cây nào cũng có. Rồi dàn tan, mà thấy dàn tan chưa vô? Rất ok ha. Họ đã bấm lại rồi nè. Cái này ra là dài lắm, họ bấm lại bạn. Bấm cục lại cho nó đều ra. Đó, bấm rồi nha. Rồi cây này là cây thứ mấy, thứ 9 nữa ta? Rồi, đây cây thứ 10 ha. Rồi cây thứ 10 là một cây rễ quái. Cái rễ quái này, rễ này thì có thể anh em mình làm cái thế thác đổ ok nè. Đó, cái này thì làm thế thác đổ được nè. Ở chơi trước này nó vẫn có cái giò mà này bạn. Này bạn. Chỗ này nó có giò rất bự nè ha. Mà chú bảy gì chúng nói chú không có moi lên là vậy đó. Nè, bạn thấy. Đây xuống là cái giò này, cái rễ chỗ này nè. Rễ rất bự nè ha. Chúng ta xem nè. Nè, cái rễ rất bự ha. Đó, rễ rất bự nha. Còn bên đây có rễ không chung không biết. Nè, bên đây có cái rễ nè ha. Rồi còn cái rễ này thì họ dài mà. Rồi đây rễ này nè. Nó dài luôn, dài lúc trước cây dưới cái này mình cắm cái đầu này xuống, mình đưa cái này lên thành cái thế thác đổ là ok luôn. Nó nhọn cái mui nhu lên, mốt nó sẽ ra cái mầm này mình làm cái đỉnh. Nó cái lạ. Còn cái rễ này thì anh em mình có thể uống kéo cái rễ chỗ này xuống, hoặc anh em cắt bỏ. Anh em mình để y cái kiểu này, làm cái kiểu dây này chơi nó cũng là lạ thôi. Cây y như cây gì, con gì đang ngồi quẹo cái đầu qua nhìn thấy cũng lạ ha. Nhìn rất lạ không? Mọi nhìn được nào không? Quẹo cái đầu cũng nhìn cũng rất lạ ha. Rồi chúng đo cái thông số em luôn ha. Em này thông số em này thì được 14 năm ha. 14 năm gần 15 luôn. 14 năm. Một cái con rắn đang bò. Chiều cao của em nó thì được 42 ha. Đây, dàn tan này. Bạn thấy dàn tan. Đó, bạn thấy mai họ mới ghép nhưng chăm sóc đơn giản bình thường như chung thôi mà rất ok nè ha. Còn cái này là do cháy, để vào nắng cháy nè ha. Nắng quá nó cháy thôi. Không có ảnh hưởng, không bệnh gì hết. Những cây nào bệnh chúng phải nói bệnh. Rồi cây này là cây thứ 10 ha, là 42 ha. Rồi bỏ xuống tới cây thứ 11. Cây 11 43 thì gốc nó hơi bự, và đều gốc này bị lỗi mà. Nè bạn, đây có bị cái lỗ trên ha. Còn trên đây nè, lỗ đó vừa lâu rồi ha. Hai cái lỗ, còn trên đây hoàn toàn không có lỗ ha. Nhìn gốc thì cũng nói chung cũng lạ mà. Nhìn cũng hơi lạ ha. Nhìn cái gốc này. Rồi cái lỗi này, cái này uống cái này có thì mình cắt luôn cái này luôn cho rồi đi. Cắt luôn cái rễ, cái mà thấy cái rễ này nó phát triển. Cái như cái này thì bạn không sợ, mà mình lấy cái kêu cầu, mình lấy keo mấy tiếng mình chắc bít lại luôn. Cái mình chăm sóc thời gian nó sẽ liền lại thôi. Nó sẽ liền cốt lên, nó không sao. Cái này bị khô da nó hơi buồn. Thôi cây này chung đo thôi, cây này cho da cho nó bị khô, chung tôi không thấy khô da. Quan trọng là cái khô da này là không có thể ấy được bạn. Khô da này là nó khó làm. Có nó bị lỗ thì nó còn liền, khô da này nó sẽ không liền. Cái này cha hết cái da ra kìa. Chắc keo lại. Nó dạng nó bị háp nắng rồi, nó háp nắng, cái ánh nắng nó đưa vô. Nắng. Cái này là 12 năm ha. Cây gốc rất đẹp luôn mà bị lỗi, ổn quá. Chiều cao em nó 44 ha. Đây, bạn thấy nhìn gốc. Gốc rất ok luôn ha. Cái gốc rất nhìn cái rất dữ luôn. Cái này do nắng mà, do nắng không phải là do bệnh, do nắng nó háp vô nè. Đúng là mấy cây này mình nó đưa cái nguyên thân ra mình phải lấy, khi mình trồng á, mình phải lấy đầu mình che. Còn cái này họ không có che, họ để cho nó háp nắng vô. Nó nhìn nó rất tiếc ha. Rồi tới cây 11 ha. Đúng rồi, cây này cây 11 bị lỗi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi cây 11 là bị lỗi ha. Tới cây 12 là một em chân dài. Đây. Em chân dài hoàn toàn không có lỗi hết. Bỏ ghép đã liền luôn. Mỗi ghép cái này đã bự luôn. Cây này thì ghép lâu năm rồi. Ghép bự hơn tới Úc chung luôn. Một em chân dài tới nách. Hoàn toàn không có lỗi hết ha. Chân dài tới nách luôn. Cái này thì cái hoành em này hơi nhỏ mà. Hoành em này thì chỉ có 10 thôi ha. 10. Chiều cao của em nó được 38 ha. Đó, bạn thấy nè, rồi họ chưa bông, họ cắt lại rồi mà. Đó, còn sót cái bông nữa ha. Đó, còn sót cái nè. Mai nở đâu biết, mai nở đâu biết liền. Đó, còn như này nó đang ra mầm đó. Bạn thấy ra mầm ok đó. Thấy chưa? Ra mầm rất sung ha. Cây này là họ chưa tết rồi, họ cắt lại. Rồi cây này là cây thứ 10... 12 ha. Cây 12 là mã số. Thì này bây này nói là lấy cái số cuối trừ ra 2. Dù cây này 4 thì mình trừ ra 2 còn 12. Cây này thì cây số 12 A là cái mã số là A44 ha. Mã số A44. Rồi tới cây A45 là cây 13 bạn. Đây 13 thì một cái thân đấy nằm. Đó, bộ ghép hoàn toàn không có lỗi hết. Một cái gốc đi đây rễ rất còn rất nhiều bạn.
một rẫy hai rẫy nè, các bạn thấy nè, chung nói rẫy nhiều rất nhiều, ở đây chung không có môi luôn cho nó cậy 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 nó bị nè, quy một dàn rẫy này, rẫy nôm rẫy dài xuống đây rất nhiều nè. Mà mình thôi mình bán xong, mình mua xong mình bán vậy đi ha, mình nhà nhập sao mình nhập xong mình chơi vậy đi, chứ môi đầu mũi ốc nhỏ lên này làm chi, cái thấy rẫy thấy đẹp bán mắc hơn được, không có được bao nhiêu tiền mà công nó mang cái tiếng. Cây này nó được 15 mà ha, chiều cao được 15, nên chung thích là nhập sau làm bán vậy cho gì anh em mình có chuyện làm á, anh em mình nó không rảnh buồn ra mình đầu đè đầu nhổ cổ để bẻ cổ nó chơi. 43 đè đầu mình uống chỉnh sữa đó ha. Cái như còn những cái này thì anh em nào không biết chơi đó, anh em nào không có tay nghề thẩm mỹ đây thì mình để những cái này vậy mình chìa chỉ việc là bấm cành mình chơi chăm sóc chơi thôi, không cần phải làm gì hết, tại vì dàn tàn mà biết họ ghép có một bo lên họ nuôi tàn cành đầu điều đó rồi, mình chỉ việc bấm bớt là cho nó bung ra, ví dụ cái này nó thoáng hơn bấm đây cho nó thu gọn tròn là nó sẽ bung mạnh ra, nó phát triển cây là năm xe tết năm nay mình chơi mai bông thoải mái thôi. Bây giờ năm nay 13 tháng 24 bằng cái như cây này mà chăm sóc lên giữa tết là nó chơi rất ok. Rồi cây này là cây thứ 10, cái A45 là thứ 13 ha. Rồi tới cây thứ 14 là A46. Đây 14. Cây 14 A46 ha. Một cái cây gốc rất khủng luôn. Đó, thấy mày, nếu mà giao lưu mà anh em mà chung muốn bán giá cao gốc đẹp thì chung sẽ nâng mấy gốc lên chứ chung đâu có để tội để y mà thấy dưới gốc. Ở dưới còn quá trời luôn, còn rất nhiều rẫy dưới luôn. Còn dưới này mà thấy rẫy nè. Rẫy rất nhiều luôn mà điều chung không có nâng lên đâu, chung để y nguyên đi. Anh em mình về đây mình chơi, gốc rất ok ha, gốc rất bự, gốc này chưa chắc phải cỡ 22 trên đây thì cỡ gần 20, dưới đây hơn 20 nhiều. Rồi cây này thì họ cũng mới ghép luôn. À, nó ra thêm cái mầm. À, cây này được 15 hơn 15 15 năm luôn ha. Rất bự luôn. À, chỗ này thì nắng là mà, nắng chà tháp thôi, mình này không có bệnh gì bị hết nha. Đó, bò ghép mà thấy cái nó ra cái cây mai rin đó. Mai rin ra rất sung, mai này là chắc mai năm cánh là lá dài nè. Còn trên này họ ghép giảo ha, giảo Thủ Đức 92 cánh. À, chiều cao của em này thì được 32 ha. Đây. Có cái các bạn về các bạn cứ cây này nó bạn thấy tàn chi đều ha, mình cứ để y cây mình nuôi thôi. Còn anh em nào thích để cái cây năm cánh anh em mình để cái này luôn, anh em mình chơi cái dân bay ra luôn. À, để luôn bo năm cánh vậy đi. Thì hồi nãy chúng nói là cái ghép bo là các bạn biết rồi, họ để cái bo này nè, nó lên cái bằng chiếc đũa. Họ mới cắt họ ghép vô cái bo này đó, còn mới ok, còn cây này thì họ ghép vô thân ha. Đó là cây ghép bo, là chúng nói là ghép vô cái bo là ghép vậy, ghép vô cái cành là ghép vậy. Rồi tới cây cuối cùng là cây mã số mẹ. Cuối cùng quên viết mã số mẹ. Cây cuối cùng là cây mã số 47 nè. Mình sao làm gì còn cái cuối cùng quên viết ta. Lúc này già sao lắm cẩm. Già làm đấy còn hồi cái cây mà quên lên đăng quên đi quên viết con số luôn à. Đó bạn này mà thấy nè, cái này bộ đế rồi đó, bộ rễ nhiều lắm nha. Tại chung không ghi vô ghi chiều quên chiều họ không có được đâu kiếm. A47. Rồi là cái thứ 15 bạn. Là cái cuối cùng ha. Rồi cái A7 là cái 15 thì cuối cùng. Cái này là cái rải nó lên cái mai năm cánh mà. Này năm cánh là cũng là giả, nói chung của họ nói là năm cánh thôi chứ thật tế là người ta trồng là ta cũng lấy hộp giảo, hộp tùm lum ta trồng á, là ta lấy phôi chứ không phải là ta lấy hộp mai năm cánh đâu. Mà điều mình lấy mai năm cánh gì trời chắc. Đây cái giò bạn, đây cái giò ha. Đây cái đuôi, đây cái giò này ha. Đó, cái giò này thì ngay chỗ này thì có cụ lự thôi nha, cái cụ lự nó y cái rải nó cong vậy mà. Cong nhìn cũng rất lạ mà. Này, y dạng cong vậy ha. Nó cong xuống. Hoàn toàn không có lỗi mà. Cái này không có lỗi gì hết nha. Đây giờ trước nè ha, ok tình trạng mai nè rất sung ha. Đó, rồi chung sẽ đổi thông số luôn. Cái này thì họ cũng ghép vô thân mà chứ phải ghép bo nha, không phải ghép vô cành nha, ghép nhánh ghép luôn trực tiếp vô thân. Cái này thì hoành nó được 13 năm ạ. Chiều cao em nó được 39 ha. Rồi cũng là 500k chưa có tiền ship nha bạn. Đó mà thấy dần tàn ha. Bạn các bạn trồng mai cứ thấy cái lá nó ra mà nó đỏ đỏ bầm đen như này là cây mai nó khỏe. Còn cây mai mà nó ra mà nó như cành nhơ ra lá mà nó trong nó màu trắng á là cây mai nó yếu nha. Còn cái mai đọt xanh là nó khác nha bạn. Đọt xanh nó sẽ ra cái đọt màu xanh luôn. Đó cái nên là nhiều loại, con này là mai đọt đỏ, mai giảo Thủ Đức F1, đúng F1 luôn nha. Là bông bự ok. Rồi cây này cây cuối cùng là cây AMA47 ha. Rồi chúng sẽ cầm điện thoại chúng quay lại thành cây cho bạn xem. Cái gì cái phải căng thẳng thì thôi chung tới 24 phút mà chúng tôi sẽ làm lẹ bà. Rồi cái cây đầu tiên của chúng ha, đầu tiên là số 1 ha, là A33 ha. Đó mình nhìn bộ đế ha,
Bộ đấy đất khủng ha, tại vì cũng là giá 500 hết thì bôi ghép ha. Ok ha. Rồi đây cây thứ hai ha. Cây thứ hai là A34 ha, là họ ghép hai bo đây. Trong kia cái này thì ghép hai bo vậy nó lâu cái liền cốt lắm. Bởi vì mình dùng mình nuôi hai cái bo này, bo nào mạnh á mình sẽ cắt này, giấu cái dấu họ ghép rồi. Ha. Đó, mới ghép năm thôi. Mình coi bo nào mạnh á, bo nào mình cảm thấy nó hợp lý á mình sẽ cắt một cắt xéo nữa. Cắt xéo này ha. Cắt xéo xuống mình cho nó sẽ mau liền, cái rất lẹ cắt y vậy đó. Đó mà thấy cắt y vậy nó mau thì liền rất lẹ nữa ha. Đó, cây này là cây thứ hai. Là mã số 34 ha. Đó, một cái gốc rất ok luôn. Tới cây thứ ba là một cái gốc khủng đó mà. 35 ha. 35 gốc hoàn toàn không lỗi luôn. Ở trên này cái dây dấu gì chứ phải lỗi mà. Không phải lỗi ha. À, đó. Hoàn toàn ok ha. Thấy nhìn gốc nè. Gốc rất khủng luôn. Rồi tới cây thứ tư ha, là cây A36 ha. Sao có rễ tới đây luôn nè. Tôi cũng không môi lên nha, phải. Nè cái rễ đây đây nè, từ cái rễ này nó xuống này qua tới đây luôn. Này. Qua đây để em lâm hết, nói chung là cái này anh em mình về anh em mình chơi xong anh em qua Tết đi, qua Tết thì anh em mình muốn moi moi ha. Bây giờ anh em mình phải hoàn toàn để ý nguyên đi, có cái đuôi luôn. Đây hoàn toàn ha, chành tràn ha. Cái này thì họ bấm cho Tết rồi. Nó đang ra rất mạnh nè, mình cứ để chơi đi. Rồi tới cây thứ 5. Cây thứ 5 là 37 ha. 37 thì họ cũng ghép hai bo. Vì mình có thể mình nuôi bo này lên, bo này mình bỏ cũng được. Ha, mình chơi bo này dán bay, bo kia dán kia thì anh em mình sáng chế thử anh em mình nó sẽ đẹp hơn. Nói chung là không ai sáng chế đẹp bằng cây mình mà. 245 cây thứ 6 ha. Thứ 6 là 37 38 này. Nó cứ 8 trừ 2 là còn 6 là cây thứ mấy liền mà. Rồi cây thứ 6 ha, một cái gốc rất hoàn toàn không có lỗi hết ha. Rất ok, gốc này rất già mà. Gốc này ok ha. Chết mày sẽ quên chứ có lỗi đây rồi. Nè, có lỗi đây, tôi quên. Đó, có lỗi ha. Cái này thì mình về mình bít ra thôi. Kêu lấy cái cây mình bỏ bít là được. Anh em đừng có bỏ xi măng vô, anh em sẽ thấy lỗ em chắc măng tiền. Lấy cái cây nào cũng cứng chọt nó vô, lấy cái kêu một tiếng chắc là ok là không ai biết. Tại cái này chúng không muốn bùa, không muốn làm thôi chứ chúng làm là không ai biết có lỗ đâu. Mà điều thôi mình bán sao nó như vậy nó chắc cú mà. Rồi tới cây này thì gốc hơi xù già ha. Thấy như rất già ha. Lỗ nhỏ vậy không sao. Bỏ ghép thì hoàn toàn ok ha. Cây tình trạng nó rất đang sung luôn nè ha. Rồi tới cây thứ 39 ha. 2 4 6 cây 39 là trừ ra 2 còn 7 còn là cây thứ 7 mà. Rồi tới cây 40 trừ ra 2 còn là cây thứ 8 ha. Cây A40 ha. A40 là một bộ đế đấy, từ lưa tùm lum hết. A40 đế đấy các bạn, hoàn toàn không có lỗi có gì hết nha. Ok ha. Bộ ghép ha, tàn rất mà sung luôn. Rồi tới cây thứ 9 ha. Thứ 9 nè. Trung thu đây có cái rải nha bạn, rải ra đây rất bự nè, nhỏ nhỏ đây nha. Dưới đây thì không ai biết. Mình nhận nhận xuống đi. Đó. Một cái rải ok luôn. Nè, bộ ghép hoàn toàn không có lỗi hết ha. Chắc lượng. Rồi, dàn tàn của em đó ha. Rồi tới cái cây thứ 10, cây thứ 10 là 40 ha. Ôi xin lỗi 42. Cây thứ 10 là A42. Đó, đây cũng có cái rải nè bạn, rải rải bự nè ha. Nè. Cái rải rất bự nè. Rải rất bự nè ha. À, cái cục cong quẹo nói chung là thấy là lạ bạn, nhìn thấy nó quẹo quẹo là lạ ha, dàn tàn ha. Rồi tới cây 41 là bị lỗi ha, 41 này bị sạm da rồi, cây này mình bỏ qua đi, gốc thì rất đẹp luôn, bị sạm uống ha, cây này gốc rất ok. Rồi tới cây 12, cây 12 thì cái số 4 trừ ra 2 còn 12 bạn. Đây. Một cái em chân dài. Cái gốc nhỏ nhắn thôi. Nhưng đều rất chất lượng. Đó, dàn tàn tròn đều ha. Mầm nó đang ra ok hết. Anh em mình không cần phải sợ rồi, phải sợ. Một cái cây nhìn gốc. Rồi tới cây thứ 13 bạn. 13 thì mã số A345 ha. Nè, bạn thấy đi dưới ha. Đó còn rất nhiều chú không có môi gì lên đó, để nguyên ha. Rong riêu rồi chúng ta cũng để ý chung chơi lao sơ sơ trên đây còn y chúng không chưa lao chưa làm hết. Nên mình để về anh em chơi hoàn toàn không có lỗi ha. Chẳng tàn cành ha. Những cây này là tới các bạn chơi bông hết rồi, những cây mới ghép năm nay nhưng mình đây chơi bông được hết rồi, tại năm rồi nó vẫn có bông hết rồi. Mà họ lặt ra thôi. Cây này là cây A46 là cây thứ 14 ha. 14 này, mà nè bạn thấy vụ là đấy này chúng không ngon môi lên ha. Đấy gãy với y ha, chúng để ý á. Mình để y gì đi nè, mà đây gãy rồi. Mình nên để cần gì mình năng lên mình để anh em mình về chơi anh em mình mua về. Chúng cái cây nào cái này mình sẽ nâng lên dưới nó có cái gì này anh em thử đó ha. Đây. Rồi tới cây cuối cùng. Cuối cùng là cây A47 ha. Đây. Dàn gốc nè ha. Ok ha. Dàn tàn, rồi dàn tàn luôn ha. Rồi Trung cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Rồi xin các bạn đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Trung nha. Trung rất biết ơn việc làm đó của các bạn.
Xin chào và hẹn lại các bạn trong clip sau.